chuyện này chút thôi có chị. Ôi khiếp, rửa lù rồi nè, rửa lù rồi đấy. Thực sự anh em biết đấy là công việc chính của mình đấy anh em ạ. Làm YouTube các thứ linh tinh đổi qua bây giờ nói chung là đường nào lù rồi, bây giờ không biết phải nói gì hơn nữa. YouTube díu tiếc có kiểu được đông nào đâu, bây giờ phải đi làm đấy, công việc chính của mình đấy, thôi đường nào lử rồi anh em ạ. Thế bây giờ thì để mình coi này, thôi nhân cái sự mình lổ cái công việc chính của mình thì mình sẽ dành tặng anh em một siêu phẩm và má này cho tất cả bạn một cái giải trí rất là tuyệt vời đấy, và ngày hôm nay mình sẽ tặng các bạn một siêu phẩm anh em nhé. Và còn bây giờ thì anh em ok let's go. Hello hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Tiếp nối với một clip bắt mắm quá thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một siêu phẩm baby tử slim các bạn nhé. Như tất cả các bạn đã biết thì ngày xưa cách đấy khoảng tầm vài tháng thì mình đã nói chung là mình không biết bản thân mình là người nghỉ đầu tiên cái combo này không, nhưng mình là người chơi đầu tiên đó của livestream với combo slim bách chủng này. Thì để mà nâng cao một chút thì mình xin hướng dẫn các bạn, khi các bạn sử dụng combo phi lao slim nhảy và phi lao thì chúng ta sẽ có hai cái cách phi lao nhất định ở đấy. Thứ nhất đó, các bạn sẽ để auto kích hoạt chiêu 2 và kích hoạt chiêu 1 và phi lao, và cách thứ hai các bạn sẽ kích hoạt chiêu 2 và kích hoạt. Ôi cái thằng này trâu lắm anh em ạ, bị lag anh em kia. Và cái cách thứ hai mình sẽ nói tiếp, đó chính là cái cách phi lao và chỉnh mùi lao. Để cho nó thế nào cho nó chuẩn xác. Chẳng hạn vừa rồi thì mình đã sử dụng cái combo ôi băng xương, thằng này mạnh thế. Rồi toang rồi. Đấy, vừa rồi thì mình đã sử dụng cái combo là kích hoạt chiêu 2 chiêu 1 để auto các bạn nhé. Khi nào thì nên để auto. Đấy, đó mới là cái quan trọng. Và mình sẽ đi nhanh vào vấn đề là khi chúng ta có một vị tướng nằm trong cái màn hình của chúng ta. Đây, cái màn hình như vuông này. Đấy, hoặc là cái ở trong, nói chung nằm trong cái màn hình của chúng ta thấy được, thì lúc đó chúng ta sẽ sử dụng cái combo slim dùng chiêu 2 chiêu 1. Mình sẽ để ý các bạn nhé, chỉ có các bạn nhấp chiêu 2 xong nhấp chiêu 1 luôn thôi. Đấy là cái cách phía lao nó rất là tốt, khi ở trong nó hầu như 90% là chuẩn xác các bạn ạ, khi nó ở trong màn hình. Còn khi nào thì chúng ta nên sử dụng combo chiêu 2 và dùng chiêu 1 chúng ta chỉnh. Đây từ từ, chẳng hạn cái pha này mình chỉnh này, mình sử dụng cái pha này mặc dù nó rất là khó đấy, mặc dù cái phá trật các bạn, nhưng mà không phải, các bạn yên tâm bình tĩnh là cái phá mặc dù trật, nhưng mình có thể thể hiện được một cái là đó, cái bóng combo nó khá là khó, đòi hỏi chúng ta có một cái tay nhanh ngay. Đó là khi một vị tướng bị mất sai hoặc là bị ngoài màn hình, và chúng ta sẽ cắn cái lao đỏ theo cái di chuyển, theo cái quán tính cái bản thân của mình được đề ra các bạn nhé. Đấy, đó gọi là cái kỹ năng định hướng của không, cái phá này không sao các bạn nhé, cái phá này anh em yên tâm, cái combo này dễ trúng lắm anh em, mình thề các bạn luôn, combo này dễ trúng mình thề luôn á. Chẳng quá là do mình cứ mài nó cho nên cảm giác cái tay của mình nó hơi bị ấy thôi. Combo này 90% là chuẩn xác các bạn nhé, thì 10% còn lại thì vẫn có khả năng tỷ lệ xịt, nhưng đó là quan trọng là cái khả năng định hướng các bạn như thế nào thôi. Thì nói chốt lại thì slim sẽ có hai cách combo phía lao như vậy các bạn nhé, các bạn hãy nắm bắt chế thật tốt. Và mình khẳng định các bạn, khi các bạn sở hữu cái combo như vậy thì nó sẽ rất tốt đối với tất cả các bạn ở trên slim. Còn khi các bạn nắm rõ hai cái combo như nào, đây rồi cái tí mấy kêu, ôi cha là mẹ ôi. Đấy các bạn, vừa lia cái map một pháp cho anh Tiểu Vân này, đấy thế anh Tiểu Vân này, đầu game không biết như nào, mình cảm giác hơi nghĩ đấy. Thôi mình không dám nói gì đâu, nhưng mình cảm giác hơi nghĩ nó không sắc. Cho dù bạn ấy có như nào đi chăng nữa thì mình cũng có sợ đó các bạn ạ. Mình tự tin về khả năng slim của mình. Đấy, như ngày xưa các bạn nào mình đã từng xem lái tí, mình trực tiếp đánh tránh thách đấu cáo thủ cầm slim thì một nồi ác mộng các bạn nhé. Đấy, thì hôm nay vào clip thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tận chuyên sâu hơn. Rồi, ngoài hai cách phi lao đấy thì chúng ta sẽ quan trọng nhất đó là cách chơi và giữ vị trí của slim như thế nào. Đấy thì mình sẽ phân tích thật nhanh qua một chút thôi, chẳng hạn như là Tiểu Vân, John hoặc là con Ygritte, thì khi mà đối đầu slim, đối đầu với Ygritte thì chúng ta sẽ làm hạn chế cái tối thiểu choáng nhất của team địch, như là cái con Ygritte không bị Ygritte choáng. Từ từ cái pha này này, thằng John này lá lên phía này, rồi ok choáng Pena một mạng, hay quá, lá lên hay, ôi hỗ trợ tiếp Pena các bạn này. Rồi mình đã có hai mạng đó, Tiểu Vân ôi rồi xong, mình chạy một chút. Đây rồi, tiếp theo có thêm mạng Tiểu Vân nữa, biết được cái không, ghét được hay không, khả năng ghét được bởi vì KDC nó không có đám đâu, rất tuyệt vời, ăn bám này. Đấy, hiện tại nó rất khá sánh thôi. Mình sẽ chuyển sâu một chút về cách chơi và giữ vị trí của slim. Slim là một vị tướng xạ thủ, mà xạ thủ thì chúng ta phải cần giữ vị trí, mà giữ vị trí thì chúng ta cần phải biết được những cái điều là thằng nào sẽ bay vào giết chết mình.
hoặc là mình sẽ làm thế nào để không bị chết. Thì đơn giản thôi, nếu mình bị choáng và mình bị zone CC thì chắc chắn cái việc nằm xuống sẽ chết, cho nên mình cái việc đầu tiên sẽ là né choáng. Thì làm sao để né choáng? Chúng ta sẽ giữ khoảng cách nhất định hoặc nhìn team địch nó đã hết những kiểu choáng chưa. Đây cái pha này các bạn nhá, rất tuyệt vời, có màng đâu. Ôi rồi xong đâu, không biết được hay không. Rồi ok, thằng Triệu Vân init quá kìa. Trời ơi, chạy là mẹ ơi, chạy thôi ba con ơi. Rồi đấy, các bạn thấy chưa, chẳng hạn như Payna và thằng Gión hầu như tím nó thì nắm thằng nào cũng có choáng hết, cho nên mình sẽ phải cân nhắc rất nhiều. Triệu Vân thì nó không có choáng nó, nhưng nó sẽ là hiệu ứng lâm trầm nó cũng rất là khác đấy, cho nên là cái việc mà chúng ta bị zone đám, khi chúng ta bị choáng ấy mà bị hai vị tướng ở gần đấy thì hầu như chúng ta sẽ nằm xuống đấy. Chẳng hạn như Triệu Vân nó zone mình thì mình vẫn còn hồi chạy, hoặc là thằng ý cứ biết là choáng mình một mình nó có cơ hội chạy. Cho nên cân nhắc một chút, khi các bạn combat tổng ấy thì các bạn tuyệt đối không bao giờ để bị choáng. Chẳng cái phá này mình sẽ áp lấy nó này. Đấy lao lên, ôi cả thằng Gión nữa. Đấy, các bạn đã thấy mình sử dụng cái gì chưa? Đây là sử dụng cái kỹ năng vừa đánh và vừa, cái này gọi là poke các bạn, vừa đánh vừa di chuyển. Thường thì tất cả các loại vị tướng xạ thủ của Liên Quân Mobile thì nó sẽ vừa đánh vừa di chuyển được, nhưng để mà nói mượt nhất thì chỉ có là Slim và Van Heyin các bạn nhé. Đấy là hai vị à không, có cả thêm Cà Phê Mỹ nữa, nhưng mà cái cách vừa bắn vừa di chuyển đặc trưng này là chỉ có, theo mình nghĩ nó chỉ có là Van Heyin và thằng Slim thôi. Còn Cà Phê Mỹ là một kiểu bắn và di chuyển là một kiểu khác xa với các hai vị tướng này, cho nên mình sẽ gọi là đây là một vị tướng vừa đánh vừa đi. Bắt buộc các bạn phải chơi Slim và Van Heyin vừa đánh vừa đi để làm gì? Để làm gì ạ? Thế các bạn chắc là nhiều bạn nghĩ là chắc là đẹp không? Để này skill các bạn nhé, để né skill đấy. Đấy, cho nên bắt buộc các bạn phải khi chơi Slim các bạn sẽ vừa đánh vừa di chuyển qua bên này, vừa di chuyển qua bên kia, hoặc di chuyển như thế nào để phù hợp né skill, được tùy thuộc vào kỹ năng của tất cả các bạn nhé. Không có một cách né skill nào mặc định hết, bởi vì là cái thằng Ygritte nó sàn bên trái à, thì mình để bay các bạn là né bên phải đấy à. Các bạn nhiều khi các bạn em nghe anh Mơ Sướng nói khi nào cậu ôi áp cá là các bạn kìa. Em nghe anh Mơ Sướng cầm một Slim rồi em nẻ qua bên phải thì em không ngờ cái thằng kia nó quăng em qua bên phải luôn. Đấy, cho nên là tùy thuộc vào kỹ năng của các bạn nhé. Và bây giờ trận đấu đã rơi vào 4-5 rồi thì nó rất là khó. Nhưng không sao, bản thân của mình sạch. Thì bây giờ mình sẽ làm gì ạ? Chắc chắn rồi, bản thân mình sẽ được phía, sẽ bị giữ vị trí không được để cho là mục tiêu các bạn nhé. Mình đã hướng dẫn các bạn rất nhiều rồi, nhưng mình sẽ nói là cái phần quan trọng này. Đó, các bạn sẽ làm thế nào các bạn sẽ không bị biến thành mục tiêu của team địch. Đấy, làm thế nào không bị biến vào mục tiêu của team địch thì đó là các bạn sẽ để cho team địch combat trước rồi các bạn lao vào. Đấy là cái quan trọng các bạn nhé. Đấy, chứ các bạn cứ đấm cái đầu, các bạn là một người chủ lực, các bạn cứ lòi cái đầu ra thì kiểu gì mà chả bị nó đấm cho không trượt phát nào. Đấy, cho nên là đấy, chẳng hạn đứng trên nhá, các bạn thấy chưa, đứng trên team mình đang có đánh nhau nhẹ, đang còn vơn vơn nhau, mình sẽ từ từ bình tĩnh. Thậm chí nếu bắt lẻ thì mình sẽ lao ra cái phá này luôn. Thằng Gión khả năng đã nằm xuống rồi. Đấy, và phá này mình đang bị rồi, xong rồi thằng ngủ không đang bị rộng ngó. Thằng Payna việt thức, ôi dồi cha là mỉ, lần đầu tiên trong đời mình thấy thằng Payna, thằng SP đi việt đi gì tím mình các bạn ạ. Rồi ok, đây rồi, đấy các bạn thấy chưa, hầu như mình không hề bị team địch nó kéo vào sát thương một chút nào luôn. Thằng này nó trâu thật, là mình đang còn cúng ta ma, mình không sợ. Các bạn thấy phía không? Các bạn thấy phía chưa? Rồi quá nó cứu mẹ, quá nó cứu anh em ạ. Hình như thằng Gión, không thể thằng Gión thôi, rồi không sao, mình sẽ dành tặng các bạn một phá mẹ các cứu nếu mà có cơ hội các bạn nhé. Đấy thì chốt lại clip này nó sẽ như thế nào, mình cũng sẽ nói thẳng luôn là khi các bạn cầm một kiểu xử lý ấy, thì chúng ta sẽ có hai cách phía. Thì khi nào phía cách một cách hai thì mình đã nói từ đầu clip đó, các bạn hãy tơi lại. Và cái quan trọng nhất khi các bạn chơi Slim ấy, cầm một vị tướng xạ thủ các bạn phải làm như thế nào, các bạn không phải làm một mục tiêu. Các bạn có thể thấy mình đã sử dụng cái thi triển cái kỹ năng, mình vừa đánh vừa di chuyển từ phải sang trái. Ôi thằng này đam to thế. Đấy, mình vừa đánh vừa sử dụng di chuyển từ phải sang trái thì mình hầu như mình né rất nhiều skill của nó. Và mình xin chúc anh em hãy áp dụng những clip này và mang lại cho mình những siêu phẩm, và hãy comment vào trong clip này. Và mình không biết nói dân ngoài, xin cảm ơn tất cả các bạn xin cảm ơn các bạn rất nhiều, và đừng quên cho mình một like, một comment nhá. Và xin mời các bạn, đây là sân khấu của Cương Lao, và mời các bạn hãy đến ngồi và cảm nhận những cái siêu phẩm Cương Lao. Let's go. You two are getting rough, my mind just sounds like Shia LaBeouf. It says no, 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 no.
just no, 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 no. And every time I see him with you, my heart sounds like Shia LaBeouf too. No, 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 no. Trying.